Câu này nghe quen lắm nè. Cái điểm gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Có nhiều anh trai rồi bạn thân rồi anh nuôi. Ủa cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi. Mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mớ gì? À, anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á chứ anh trai nghĩa là nuôi đình... nuôi á dạ, phải không? Dạ đúng rồi. Hồi đó giờ em cũng bị mấy lần rồi. Mấy em cũng nuôi nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Dạ không. Mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá, nói không này anh trai kết nghĩa của em à, kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau cái đi với bên kia luôn. À, dạ. Hỏi là hỏi bạn em có. Mời bạn nam. Dạ, chào bạn. Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Nam Phương và năm nay em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên ngân hàng. Bạn trai. Em tên là Trương Quốc Cường, 30 tuổi, nhà ở quận 11. Nghề nghiệp hiện tại của em là cầm đồ. Cầm đồ tức là mình làm, mà làm chủ hả? Tiệm đó hay là sao em, hay là nhân viên? Dạ cầm đồ tức là em làm cho vay trong ngân hàng á, mà em hay nói vậy. Bạn làm ngân hàng nào bạn? Dạ em làm bên ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank. Em làm ngân hàng nào? Dạ em làm bên BIDV ạ. À, tưởng đâu khi chung ngân hàng mà người ngồi trên người ngồi dưới người trong người ngoài mà không nhận ra nhau phải nhờ tới chương trình mới vui lắm. Dạ nhưng mà chị hỏi nè, lý do tại sao em ấy? Chắc là do em làm thơ á. Hả? Em phát hiện ra một cái mối quan hệ khá là mật thiết, tức là khi mà em làm thơ tặng ai đấy á là coi như là người ấy không đến được với tình ấy. Mà bữa nay có làm thơ gì tặng anh bên này nữa không? À, dạ có em nữa hả? Trời ơi. Có làm thơ nhưng mà em tặng cho hai anh chị bạn. Ừ. Bạn nam có thể nghe ké thôi. Rồi em xin phép đọc ạ. Tháng tư về đợi vừa rào trước ngõ, bạn muốn hẹn hò trao gửi tơ hồng xưa, hai chúng mình đi hết bao mùa mưa, cùng đợi chờ người chưa từng gặp mặt. Giữa Sài Gòn nắng dâng trong đôi mắt, khoảng cách nào đứng giữa em và anh, tấm rèm nhung ngăn nửa trái tim chân thành. Hai MC Quyền Linh Cát Tường sẽ mai mối, hạnh phúc mỉm cười khi trái tim mở lối, đường đời yêu thương nắm tay nhau ta về. Hay quá. Dạ. Giọng rất là ngọt ha. Chị bắt chanh vô thôi uống luôn cũng được, khỏi cần bỏ đường. Bạn có sở trường gì? Em tính toán rất là nhanh. Đúng. Dạ. Là làm ngân hàng mà thâu cho vay nữa. Sở trường. Dạ đúng rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà xét về tình yêu mà hai người á thì chưa có chị ạ. Chưa có. Dạ, còn xét về tình mà một phía thì chắc cũng có. Nói chung em là người khá là thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của mình ấy, nên em cũng có chia sẻ với bạn ấy là tớ rất thích cậu, nhưng mà hầu như là nhận được cái sự từ chối. Bạn ấy nói thơ nhận nhưng người không nhận. Cái người đó kỳ quá vậy. Dạ, bình thường ấy là con trai là tỏ tình với con gái trước, nhưng mà em lại là con gái đi tỏ tình với con trai trước. Ừ. Thì đối với những người mà quan điểm truyền thống thì họ nói ôi như thế là không được. Bạn trai quan điểm như thế nào về cái điều bạn gái vừa chia sẻ bạn? Thì em thấy chuyện nó cũng bình thường thôi, nam nữ thì mình cũng có thể chủ động được, không sao hết. Đây là bạn nam ấy chắc có suy nghĩ giống em là nó bình thường, nhưng mà đối với những người khác thì điều đấy nó không bình thường. Trời thôi, cái bộ không bình có thường là suy nghĩ của em thôi. Ừ, em tự ti quá. Nhiều người nó thấy bình thường nó không sao cả. Tự tin lên em. Đúng rồi. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tới nay em trải qua là 2.5. 2.5. Rưỡi là sao bạn? Thì có cái mối tình gần đây nhất thì giờ em ngẫm lại không biết nó có phải là một mối tình không, nên thôi em tính hơn nữa. Qua 2.5 đó bạn rút được kinh nghiệm gì? Không có rút được những cái kinh nghiệm gì hết mà toàn những điều kinh khủng không à. Thì đó, qua những kinh khủng đó mình mới có kinh nghiệm hơn. Mình có đặt ra tiêu chuẩn gì ở người bạn gái mình muốn tìm không? Dạ tiêu chuẩn của em thì nó đơn giản lắm, chỉ có 3 từ thôi là 1m6 50kg với lại nhí nhảnh. Dạ em chắc đạt được khoảng 30% chị ạ. Cái gì mà tự thật, cô này cũng tự ti dễ là sợ em, tự em, tin em, lên. Em chỉ có nhí nhảnh thôi anh ạ. Về cái 1m6 với lại 50kg thì em nghĩ là chắc không đạt rồi anh ạ. Bạn dứt khoát là phải 1m6 với 50kg hả? Dạ thì mình nói hình tượng ra vậy thôi. Em là người của những con số mà cái gì cũng phải có ra số mới biết được. Thôi cái đó một chút xíu nữa mình kéo màn lên mình sẽ mặt đối mặt là mình thương lượng sao. Anh có tiêu chuẩn đúng không? Thì em có tiêu chuẩn, em không đặt nặng về vấn đề ngoại hình đâu, nhưng mà em hơi nhỏ người á, cho nên em muốn một người mà che chở mình, có thể chăm sóc được cho gia đình ạ. Và đặc biệt đó là không nhóm máu O anh ạ. Anh nhóm máu gì ạ? Em nhóm máu AB. Tại sao không nhóm máu O liên quan gì? Tại em cũng máu O cho nên em nghĩ là nếu như người máu O ấy, thì họ giống mình nhiều quá. Nhược điểm của người máu O ấy, là chỉ cần uống một chút cồn thôi thì mặt đỏ, đỏ luôn đúng không? Mặt đỏ lên em cho nên là em máu AB mà em uống một ly cũng đỏ.
cái này chắc không đúng. Từ xưa giờ chưa thấy người yêu nào đi tìm người yêu mà phải phân tích nhóm máu. Thì nhóm máu nữa là 10, còn nếu không là 9.9 là được rồi. Bởi vì nếu như mà anh tròn quá thì anh sẽ lăn khỏi tay của em, cho nên 9.9 anh là không tròn đâu, không lăn khỏi đâu, sợ. Sao vậy? Nói chung che chở trước cơn bão gió chứ cũng hơi mệt. Ví dụ như anh không che được mà anh lấy dù che được. Lấy dù che còn mệt nữa, cầm cái dù gió nó mọc lên còn mau mệt. Ủa là sao? Thì mình độn mấy cục đá vô cho nó nặng anh. Không nhỏ sao? Lắm hả? Tướng người bên đây mảnh khảnh lắm. Trời đất ơi, gió thổi chắc hai đứa bay luôn á. Sao? Thấy cổ lành không? Dạ thì nói nhiều vui vẻ, em thích. Dạ. Thích phải không? Dạ. Bây giờ nếu mà phù hợp thì bao lâu thì mình sẽ kết hôn được? Năm sau, chuẩn bị hết trơn rồi, thiếu mỗi tên cô dâu. Ủa, câu này nghe quen lắm nè. Cái điểm gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Có nhiều anh trai rồi bạn thân rồi anh nuôi. Ủa cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi. Mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mớ gì? À, anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á, chứ anh trai là nuôi đình... nuôi dạ, á phải không? Dạ đúng rồi. Hồi đó giờ em cũng bị mấy lần rồi. Mấy em cũng nuôi nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Dạ không. Mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá, nói không này anh trai nuôi. Kết nghĩa của em kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau cái đi với bên kia luôn. Thì họ được hỏi bạn. Em có anh nuôi anh kết nghĩa gì không? Dạ không chị ạ, bởi vì em sống rất là thật cảm xúc của mình. Cái vấn đề mà anh nuôi em nuôi á, nó chỉ là một cách vỏ bọc để chúng mình che đậy cái cảm xúc của tụi mình thôi, cho nên em không thích như thế. Đúng rồi, em đồng ý. Rồi có lẽ bây giờ hai bạn nói chuyện qua lại cũng cảm nhận về nhau chút xíu rồi. Chúng ta hỏi thêm người thân thử xem, bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với một anh đồng nghiệp với em gái của em. Em gái đi. Theo cảm nhận của em thì chị dễ thương, năng động, rất là vui vẻ. À, kế bên là sếp của anh hả? Rồi chào sếp cái đi. Theo sếp thì có duyệt cho vay không? Nhìn bạn nữ bên đây là rất là dễ thương, có cá tính, rất là hợp với Cường. Nhưng mà thấy dấp người không biết có được sếp trên nữa gì không. Bạn nữ, thân quen nhau. Bạn áo trắng. Bản thân Nam Phương á, thì sống tình cảm, rất ít bạn bè. Cho nên là nếu mà bạn là bạn trai của Nam Phương thì bạn có sẵn sàng để cho Nam Phương xem bạn là giống như là cái mối quan tâm duy nhất á. Tính mình là quen xong thì cũng chỉ biết có hai đứa không à, không có biết nhiều lắm, cho nên là mỗi lần cứ có một người yêu là cứ rụng mất đóng bạn. Phương á, rất là kỳ vọng buổi gặp gỡ hôm nay, cho nên là hy vọng là bạn không làm Nam Phương thất vọng. Thì mình rất là vui nếu mà hai bạn đến được với nhau, và càng vui hơn nếu mà năm sau các bạn có thể cưới nhau. Hey, để anh qua anh xem mặt bên đàn gái thế nào nha. Chào bạn, rất là xinh, cười tươi. Dạ. Đọc thơ rất hay ha. Dạ cảm ơn anh ạ. Dễ thương lắm. Thương có dễ không mới quan trọng. Kéo mà, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. Bắt đầu. Tặng bạn món quà. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Lúc mà nghe giọng nói của anh thì em thấy anh điềm đạm. Chưa biết mình có kết quả sau này có đi được với nhau hay không, nhưng mà anh là một người rất là đặc biệt đối với em. Tại vì anh là người đầu tiên xuất hiện ở cái ngày đầu tiên mà em 25 tuổi. Hôm qua là sinh nhật của em á. Nhìn em thì anh thấy em cũng xinh xắn. Anh ơi, anh nói là nếu mà được ấy thì năm sau mình lấy nhau đúng không? Tụi mình lấy nhau ấy thì em về làm dâu ạ. Chắc một cả 1-2 năm gì đó. Dạ. Được không em? Em làm được thì có gì sai sót thì bố mẹ có thể chỉ bảo mình dần dần cũng được. À đúng rồi, là anh có họ bảo là cái người bạn gái của anh á là phải cao từ 1m6 đổ lên. Nhưng mà em thì không đủ được 1m6 đâu. Nhìn người cũng không có mập mạp lắm. Thì nãy nói 1m6 tức là cho em nói bao gồm guốc rồi cũng được. Không sao đâu. Anh cũng đâu có nói là bao gồm guốc đâu. Anh đâu nói 1m6 đi chân không đâu. Dạ. Nói chuyện tới sáng luôn nè. Anh thấy em cũng rất là dễ thương, vui vẻ. Có nhược điểm gì không anh? Nhược điểm thì phải tiếp xúc nhiều thì mới biết được. Em rất cảm ơn anh về món quà này. Vì đây là món quà mà đầu tiên em được nhận từ một coi như nam. Là sinh nhật em. Vâng, cảm ơn anh. Giờ em như thế là đã vui rồi ạ. Có thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai và bạn nữ gái để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian quyết định bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Sao không bằng nào bấm vậy? Dạ thì nói chung em đã nói là em hơi bị lạ, cho nên là có những cái nguyên tắc
của em thì cái đó cũng rất là khó để hai đứa có thể tiến xa. Em cũng chia sẻ là em càng người nhạy cảm lắm, cho nên là khi lần đầu gặp đầu tiên mà em thông qua nhiều cái hành động của chị là em có thể biết được cái tình cảm người đó dành cho mình như thế nào. Thì nếu như mà họ đã không chọn mình thì mình cũng tôn trọng cái quyết định của họ, không sao hết ạ. Có khi nào tại làm thơ nữa không ta? Chắc không phải đâu chị. Mai mốt gặp bạn nào đừng làm thơ nữa nha. Không, nhưng mà đó là cảm xúc của bạn ấy. Khi bạn ấy dâng trào cảm xúc, ngoài chuyện tình yêu đừng làm thơ. Làm thơ tặng ai bất kỳ cái gì cũng được. Mong rằng chúng ta sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một ngày sớm nhất. Thôi, hôm nay dù sao cũng là cái duyên chúng ta trở thành những người bạn, làm chung ngân hàng với nhau, trao đổi về nghề nghiệp. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình nha. Rồi. Tại là anh nữa, nói chung là cấp phải nhau ấy. Dạ, cao 1m85 trở lên được rồi chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Các Tường, anh Huyền Linh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà thật sự đó là mình chỉ là một cái nhịp cầu. Mà họ không đi qua cầu thì mình cũng bó tay thôi. Thật sự này anh cố gắng để cho họ nói nhiều hơn nữa, để xem họ có đồng cảm trong cái chuyện tình yêu không. Nhưng mà không thể được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai để xem thế nào. Hạ Màn, mời bạn nữ. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Cẩm Vân, 14 tuổi, đang là mẹ của 35 đứa con. Ồ, cô giáo giữ trẻ, 35 dạ. Đứa con. Một thân hình mảnh mai như thế này, quản lý 35 em một lúc. Dạ. Dễ thương nha. Quản lý thêm người này nữa coi sao dạ, nha. Dạ, bạn trai mình. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Giang Quốc Giang. Giang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 24 tuổi chị. Nghề nghiệp là gì bà? Dạ, kinh doanh công ty. Cụ thể là kinh doanh gì? Dạ, buôn bán nông sản. À, nông sản tức là lúa, gạo, tất cả loại trái cây này kia hả? Dạ. Làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ, cũng được 4-5 năm rồi. Vậy rồi trước đó là mình làm cái gì? Dạ, em đi bộ đội xong rồi kể đặt đạt, xong rồi về xã làm được 1 năm á. Xong rồi em về làm về bà. Về xã làm gì? Dạ, làm trung đội trưởng. Qua cái môi trường quân đội thì chắc chắn cái bản lĩnh của bạn rất là tốt. Quê bạn ở đâu vậy? Dạ, em ở Vũng Tàu á. Vũng Tàu? Dạ. Wow. Em đang ở đâu? Dạ, em ở Bến Tre chị. Bến Tre với Vũng Tàu. Không, cũng gần, nó đi Tàu cũng gần. Rồi giờ hẹn hò sao trời? Bến Tre đi ra cửa đại đi vòng qua Vũng Tàu. Thôi không sao, cái chuyện đó một hồi nữa mình tính sau. Em giới thiệu về những điểm mạnh, điểm yếu của em trước đi. Em hay lanh chanh lắm, tài lanh nữa, nói chung là rất là nhoi. Lanh chanh, tài lanh, nhoi nữa. Dạ, em nhoi dữ lắm. Anh Quyền Linh thấy mấy đứa nhỏ nhoi sao là em nhoi y vậy mà. Em nhoi không có chọn lọc. Bạn trai bây giờ nói chút xíu đi, dù thấy bạn hơi căng thẳng chút xíu. Tình hình sức khỏe ra sao? Ổn định ha. Nãy giờ em nghe giọng nói của cô giáo bên kia thấy sao? Ngọt, dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Mình muốn đi tìm một đối tượng như thế nào? Cũng bình thường. Có yêu cầu ngoại hình gì không anh? Dạ không. Sao dễ vậy? Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Hai rồi, mối tình dài không? Dạ, mối tình đầu tiên là 4 năm, mối tình hai là được, chắc 5 tháng. Lý do 4 năm tại sao mình lại chia tay? Dạ đi bộ đội. À, xa mặt cách lòng. Dạ. Ủa, mình đi bộ đội mấy năm? Dạ, 2 năm chị. Rồi. 2 năm ở nhà bạn gái là có người yêu khác. Dạ. Rồi mối tình tại sao có 5 tháng phải chia tay? Dạ, bạn nó nhỏ con quá. Nhỏ con quá chia tay hả? Không, bạn chưa chia tay chứ em chia tay. Đi với em ngại. Bạn có đối xử tốt với ta không? Hay là ta lấy cái cớ đó thôi? Quá tốt luôn hả? Quá tốt luôn hả? Dạ. À. Nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt, giờ bạn lên đây bạn tìm bạn gái, tìm vợ, bạn không có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì trơn trọi hả? Dạ, cao 1m85 trở lên được là chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Cũng được ra không sao cả. Dạ, dạ, anh dễ dãi lắm, nó hỏi nó cho vui vậy thôi. Bạn ở đây giờ rung hồi hộp lắm, gì cũng được hết trơn á. Còn gì nữa không em? Dạ, về tính là được chị, đừng có keo kiệt quá. Cái đó dạ, sợ anh mới đúng. Ừ, bạn gái phải sợ bạn trai keo kiệt mới đúng chứ. Em thoảng làm chị ơi. Thoáng lắm hả? Dạ. Mai mốt lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ, vợ. Vợ giữ ha, còn lúc làm bạn gái thì tiền bạc ai giữ? Chắc cho bạn gái gì luôn quá. Sao nữa? Em nói thiệt. Thiệt hả? Dạ. Ủa là sao, là sao? Bây giờ yêu nhau thôi là cũng tiền bạn gái giữ luôn hả? Dạ, đi chơi rồi mà gái giữ. Dạ. Ủa tại sao dễ dãi vậy? À, không biết. Em có khuyết điểm gì không? Giống như là nó ngọng thì. Đâu ngọng đâu, anh nghe nó hơi khó chút xíu thôi. Rung lắm hả? Dạ. Thôi bộ đội gì mà rung vậy? Mạnh mẽ lên coi gì? Hỏi thiệt nè. Dạ. Trong người có bị gì không? Dạ không. Đâu, đứng lên xoay vòng coi. Phong độ mà. Phong độ mà làm gì dễ dãi vậy? Trời đất ơi. Ế lắm không? Dạ. Không ế lên đây làm chi? Kiếm vợ chị. Sao không tự kiếm đi? À, kiếm ra chị. Thì là ế. Dạ. Nói nghe nè, cô bên đây cũng nhỏ con. Dạ. Sao, có vấn đề gì không? Dạ không. Sợ bạn anh nói thôi chứ em sao? Em cỡ nào cũng được hết trơn phải không? Dạ. Chừng nào đám cưới được?
Cuối năm thì... Có chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Có cái gì? Nhà cửa xe cộ. Nhà cửa của ai? Ba cho. Cho chưa? Dạ rồi. Có đủ hết rồi ha? Dạ. Nhưng bây giờ cái vụ mà người ở nơi này, giờ trong lúc hẹn hò này nè, rồi mình sao? Thì tháng sẽ 3 lần. Tháng xuống 1 lần à? Tháng xuống 1 lần ít quá vậy? Đó. Dạ 2 lần chị. 2 lần ha? Dạ. Em có dạy gái không? Dạ có. Có hả? Ê, giờ đang yêu nhau có tiền đưa bạn gái giữ luôn hả? Dạ. Trời vui vậy. Mọi người làm chứng giùm em nha. Thiệt luôn hả? Bây giờ thí dụ như có 10 đồng mà đưa bạn gái giữ mấy đồng? Trong 10 đồng chị. Thiệt không? Trời ơi. Thì đi chơi mà gái giữ cho khác chị. Trời ơi, lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời bóp bóp đưa bạn gái ra, muốn xử lý sao xử lý cho nó gọn. Mà thật em... sự trong bóp có chừng vài chục ngàn thôi. Không, cái vấn đề em không quan trọng trong bóp có nhiêu tiền, mà quan trọng cái tâm người ta đưa cho mình bao nhiêu phần trăm là cái tâm đó mới là quý. Không, tâm tôi tính hết trơn rồi ông ơi. Nhưng mà đưa, có nghĩa là đưa bạn gái là đưa hết không, hay là đưa mớ còn nhiêu giấu giếm ở nhà? Dạ, giấu ít thôi. Còn có giấu hả? Mày có cái gì nó giấu mình hay sao ta? Không có gì chị. Thiệt không? Dạ thiệt. Mạnh khỏe. Dạ. Thấy chị cái tường sợ quá lo sao? Dạ tập luyện dữ lắm mà lên đây xong tập cũng... luyện gì? Giống như là nói chút gương vậy. Ồ, nói gì đâu, sao đâu ra giờ bày gương đó, nói thử coi. Có quà tặng sao? Hả? Vậy lên gương kêu là lên cho con giả, lên cho chị xong rồi hỏi bằng nữ. Rồi. À có ngồi nó nhảm vậy đó hả? Dạ. Ủa làm gì mặt đỏ vậy, nhức cỡ hả? Thôi đừng có chọc người ta hoài nữa mà, được rồi. Không, ra thì vui mà, vui. Chọc tội nghiệp á. Ha. Thôi im đi anh coi. Dạ, dễ thương mà. Gái sao dễ thương mà. Dạ. Vấn đề là ví dụ đưa tiền cho người yêu giữ đó, được vụ đó được á. Dạ chào. Chào cô giáo. Dạ. Dễ thương nha. Anh kiếm bự con lắm. Anh phải che chở cho em là mưa gió bão bùng gì đó. Quản lý ba mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Còn đứa nhỏ này quản lý chắc cũng được đó. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ghen tuông. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ghen dữ không? Ít thôi. Ít thôi. Rồi gì không thích bạn trai gì nữa? Dạ không thích hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Với lại em thích bạn trai của em là phải sạch sẽ, dễ nhìn, biết quan tâm người khác. Bạn trai có sạch sẽ không? Dạ có anh. Có luôn. Quan tâm với bạn gái không? Đưa dạ. Bóp luôn là quan tâm quá được rồi. Lắm được, cái vụ đưa bóp là tôi chịu. Vậy là đủ rồi ha. Còn gì yêu cầu nữa không? Ba em á là nói là phải cao 1m7 trở lên mới cho quen. Để sau này cái hiện nội giống á. Em nhỏ con quá. Mày dư luôn á. Bạn trai có thể ẩm em chạy vòng vòng cũng được nữa. Không nè, có lo. Có cái gì đâu nữa mà lo. Mọi thứ là bề ngoài là hoàn hảo hết trơn rồi đó. Không, rất là phong độ. Chúng ta sẽ gặp gỡ người thân của hai bạn xem sao. Được dữ lắm nha. Em có đi với ai không? Dạ có em trai với bạn thân. Em trai? Rồi thôi mình hỏi em trai đi. Nãy giờ em thấy thái độ của anh trai em sao vậy? Anh quá rung luôn. Ở nhà mình lắm. Mình miệng lắm. Mà sao lên đây anh rung vậy chứ? Em thấy chị gái này cũng dễ thương à. Anh với em chị qua nhau rất hợp. Ra đường thì nắng anh cha chị luôn, yên tâm. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với cô Út. Rồi mẹ đâu à? Theo ý của ba dân á thì nói là con trai phải bự con mạnh dạn. Thì cha làm ủy ban xã thì cũng chịu những người bộ đội đảng viên. Thấy cháu đây thì cũng đủ chuẩn rồi, đã đi nghĩa vụ đồ thì cũng rất là mừng. Dạ. Út thấy sao? Út thấy sao Út kìa? Theo Út chấp mấy điểm? Không biết gấp đâu à. Cái gì cũng được mà hơi xa thôi à. Chừng nữa thì cũng sắp xếp thôi chứ bây giờ duyên nợ thì dù xa ở đâu cũng thành hết rồi chị. Dạ. Cảm ơn gia đình. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nào, hãy giải quyết chuyện yêu xa. Em muốn quà tặng anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em có thể làm phiền anh là gửi tặng bó hoa này tới cho mẹ em được không? Được. Tại vì ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ em. Nghe ơn người bác. À, rồi con cảm ơn con. Ngày mai sinh nhật bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Dạ, dạ. Con cũng cảm ơn con. Dạ. Trời ơi, rung. Không bự con mà sao không rung dữ. To dễ sợ vậy. Em thấy sao? Em thấy sợ. Sao anh rung quá vậy? Không biết. Làm như người nổi sải. Anh thấy em sao? Anh dễ thương được cái. Em thì em nhỏ con quá. Những cái việc mà ở trên cao quá em làm không được. Nhiều khi á em giận dữ lắm. Thì có anh được rồi nè. Dạ. Anh quan trọng cái chuyện tuổi tác không vậy? Không. Anh thì không quan trọng vấn đề đó. Anh còn quan trọng chuyện gì nữa không? Bên em thì có vùng xịn quá như là tính toán cao kiệt như là mỗi lần mà đi chơi với bạn bè đông mình tính tiền này nọ á. Em chuyện đó không có. Ví dụ như có bạn bè thì em trả tiền là bạn gái em đừng có cằn nhằn á hả? Dạ. Tôi cũng đâu tính toán hay đi chơi chung chia tiền đâu, trả hai đứa. Anh có định nói gì em không?
vuốt ngồi bên banh luôn ngủ giờ đó. Thật ra thì em tham gia cái chương trình này á là do mọi người ở trường xúi. Hai lần đầu tiên đều nói chung chuẩn bị đi hết rồi, tinh thần là vững chắc hết rồi, té xe. Cái xong rồi đến lần thứ ba thì em cũng chưa biết được gọi, nhưng mà trước khi mà em đi lần thứ ba thì em cũng bị té xe nữa. Rồi. Anh thương chưa, cái duyên đến với em khó lắm đó. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh luôn. Hả? Em cũng chúc mừng sinh nhật của anh. Bạn có muốn quà gì tặng sinh nhật cho bạn ấy không? Dạ, em sẽ hát. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục nghe nhìn thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Ý rồi, hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi anh. Chủ yếu câu đó thôi đó. Bạn trai cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Hay chị, ý nghĩa là tí ra mua quà tặng lại. Mua quà tặng lại? Dạ. Mua quà gì? Bạn nữ thích gì mua tặng đó. Hả? Nói câu này coi chừng à. Tặng cặp nhẫn có không? Cái người ta có. Trời ơi, mạnh quá. Thích rồi đó nha, xoái ca rồi đó nha. Em cũng có coi là cuối năm nay đám cưới thì tốt. Trời, số cái gì cũng phải coi hết sao vậy? Đẻ mấy đứa coi luôn, coi chưa? Đẻ mấy đứa con, chừng nào đẻ? Đẻ mấy đứa anh? Hai đứa à? Hai đứa, em cũng thấy hai đứa được. Vậy động viên, cho được hai đứa thôi. Dạ, em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Em cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em suốt cuộc đời. Trời ơi, nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Thôi, bây giờ rồi. Lo vuốt lỗ mũi hoài nói được câu đó đó. Hay quá trời. Thôi, để tay nút bấm đi các bạn. 3 2 Đồn quá rồi. 1 Hết thời gian. Cặp này nghe câu đó là nôn lắm rồi. Hai người nắm tay nhau đi nào. Em dư sức để che chở cho cô gái ấy đấy. Ẩm cổ lên cái coi. Đây chưa ẩm lâu lâu chút, ẩm tiếp đi. Ẩm là nhận quà nữa, đây còn tặng quà nữa, ẩm tiếp đi. Thôi bạn ơi, bạn cho bà không cho hả? Dạ bà xã không cho. Này dư sức luôn không, ẩm vòng vòng vẫn được đúng không? Dạ. Hả, rung không, còn rung không? Được. Anh rung thiệt, anh rung thiệt, anh rung quá. Anh dễ thương ha. Dạ dễ thương. Em nói gì với anh đi nè, nó câu nói câu đó hay quá, anh hứa quá hay luôn. Em nói gì đi? Anh hứa thì em phải thực hiện được nha. Anh ơi, có bác con hứa với bác luôn. Gà ghê luôn. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi hy vọng là những cái gì mà đã nói nó sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Và em chỉ hy vọng em sẽ thực hiện được lời hứa với bác gái. Dạ. Với bạn gái, với vợ tương lai của em. Dạ. Nha. Chờ tin của các em. Đây, gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, hãy dắt bạn gái đi xem phim đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Cái nghề của em kinh doanh là có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhà lầu, xe hơi và tiền bạc và vàng FDC em đều có hết. Thời gian kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Con hơi khó tính, hơi kỹ tính, vậy lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa à? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ chào. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau có một bờ rào thôi ha, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Mình nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ em tên là Lê Văn Hòa, ở quận 8 à. Quận 8, Hòa làm gì? Dạ em là kinh doanh và tài xế. Hòa nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 26 tuổi. Kinh doanh để gì? Hòa nói rồi cụ thể cho đàn gái biết đi. Cái nghề của em kinh doanh là có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhà lầu, xe hơi và tiền bạc và vàng FDC em đều có hết. Đại gia,
kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Dạ, đúng, em với tiền vàng bạc đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. À, cái gì cũng có chứ là hàng mã ha. Dạ. Rồi, bây giờ nhà gái mình giới thiệu cưng. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia. Con tên là Ngô Thị Tuyết Trinh, năm nay con 25 tuổi, quê con ở Bình Định. Hiện tại thì con đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm. Con sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con sống ở quận mấy? Dạ, con sống ở Thủ Đức, còn con làm thì ở quận 1. Trời đất ơi, nhỏ này sao nó nhiều cái nó đồng điệu với tôi ghê á. Nó họ Ngô luôn nè, nó sống ở Thủ Đức luôn nè. Nay nó mặc đồ đen giống tôi nè. Dạ. Làm quận nhất với quận 8 qua nó cũng gần Hòa ha. Dạ đúng. Hòa có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, em nhiệt tình, em năng động. Và được cái là em cũng hơi siêng. Sáng dậy sớm như con gà, em cài như một con trâu. Và em thức khuya như một con cúng. Trời. Chắc cũng thích nghệ thuật lắm nè đúng không? À dạ đúng rồi. Rồi giờ mình nói về mình đi cưng. Con là người vui vẻ, hòa đồng, dễ thông cảm với người khác. Nhược điểm thì con hơi khó tính, cũng hơi kỹ tính, nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa hả? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Thì kệ người ta. Hay mệt chịu à. Chịu không chịu thôi. Chịu, giờ chịu ta thôi phải nói hết ra cho bên đó biết được những cái gì của người ta có. Bên đàn gái tôi á, bắt đầu từ bây giờ đổ đi á, là tôi phải hơi khó tính, hơi chảnh chẹ chút xíu. Chào cưng. Dạ, chào chị Hồng Vân. Tại vì cái tỷ lệ mà nam nữ bây giờ càng ngày là nam nhiều hơn nữ. Cho nên tôi rất là khó luôn. Tôi nói trước cho ông biết. Nữ quan trọng lắm đúng không? Chính xác là cái như cái này vậy. Công nhận đúng. Ừ, mà hôm nay tôi không có thích cái đầu đó nha. Dạ. Cái đầu đó thấy trẻ hơn tôi tới 8 tuổi là tôi mới thích. Lâu lâu thay đổi cho nó lạ mà. Nhiều tại nhiều người bà mối với ông, nhiều người nói là ông Mai là bị hói. Bữa nay tôi xả tóc cho coi có hói hay không biết. Trời ơi anh dễ thương lắm luôn. Xả tóc thề luôn. Xả tóc thề luôn. Ồ, bây giờ mới biết là anh Linh không có hói. Làm gì hói. Đâu ra. Hơi hơi thôi. Nói cho bà mối ông dân biết là nhược điểm của mình là gì, có giống bên bằng nữ không nào Hoàng? Dạ nhược điểm em hơi khác. Khác hả? Dạ. Nhược điểm là gì? Em hơi bị dễ tin người và hơi mềm lòng. Vậy là dễ tính đúng không? Dạ. Dễ tính, dễ tin, dễ mềm. Chà, bên đây ta cũng ba cái tính đó, bên đây cũng ba cái tính. Nhưng mà bù qua sức lại đâu sao đâu. Đúng rồi, coi như hỗ trợ lẫn nhau ha. Tình trường sao rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình dài nhất là được bao nhiêu lâu? Hình như mối tình dài nhất của em là 1 năm. Còn mối tình thứ nhì là bao lâu thì chia tay nè? Dạ, 8 tháng. Lý do tại sao vậy? Em tập trung toàn bộ tâm trí em vô sự nghiệp hết. Em không có quan tâm. Bạn chủ động chia tay em? Dạ đúng rồi. Cái dòng luẩn quẩn nó là như vậy thôi. Nhưng mà giờ tới mối tình thứ ba thì sao? Nếu được thì sao nè? Sự nghiệp em cũng ổn rồi. Và mọi thứ em cũng có sẵn, đủ khả năng có thể lo cho được bạn nữ những gì bạn muốn. Dồn hết đúng không? Rút kinh nghiệm rồi. Từ hai cái mối tình trước để dồn hết vô cái mối tình thứ ba. Ráng nghe Hòa nha. Dạ. Hôm qua coi đàn gái con sao chứ sao lúc này thấy thương đàn ông quá. Đây đàn gái tôi đây. Chào chú. Trời cưng quá. Đó nè, cặp đôi nè. Tắng tươi mặc đồ đôi luôn nè. À, trời ơi dễ thương quá. Được rồi, thẩm vấn đàn gái chút xíu đường tình duyên nè. Con trải qua hai mối tình chính. Hai mối hả? Dạ. Mối dài nhất nhiêu? Được hơn 4 năm. Còn mối ngắn nhất là nhiêu? Mối ngắn nhất thì là tìm hiểu thôi chứ cũng chưa có tính là quen nhau nữa. Thôi vậy đó không phải mối rồi. Dạ. Thôi rồi 4 năm sao chia tay? Bạn đó bạn ra nước ngoài để sống với lại lập nghiệp. Dạ cho nên là tụi con cũng có yêu xa một thời gian nhưng mà về sau thì cảm thấy là không có tương lai. Cho nên là cả hai quyết định dừng lại. Mấy cái mối yêu đi nước ngoài hôm nay Covid xa hết trơn. Thấy thương quá thôi giờ bỏ qua đi. Bây giờ mình tìm mối tình mới này ha. Còn không thích tính tình gì của người đàn ông? Con thì con không thích bạn nam gia trưởng. Còn về ngoại hình thì con không thích hói. Không hói luôn. Tóc cũng gỡ chú Linh đó. Nếu hói vuốt xuống thì vuốt vậy là không hói không? Được dạ, rồi. Con không thích bạn nam theo đạo. Có đạo không? Dạ không, dạ đạo ba mẹ. Được thôi. Là thời cha kính mẹ. Đúng rồi. Cao hơn con. Hả? À, cao đúng hơn rồi, con. Chiều cao. Con cao bao nhiêu? Dạ con cao khoảng 65-67 gì á. Bên đó cao bao nhiêu con ơi? Dạ cao 1m67 rồi. Ok để chắc bằng nhau không sao đâu. Dạ. Con đi dép xẹp cũng được. Cô đứng chú Linh cũng đi dép xẹp nè. Xin lỗi mấy người. Đúng không? Tôi đi dép xẹp. Tôi cũng đứng mất thấp luôn nha.
Bây giờ con muốn người yêu lý tưởng của con như thế nào nào? Diễn tả có giống bên đây không? Chỉ cần da trắng. Quá ngon, trắng tươi. Mũm mỉm xéo được ạ. À? Cũng có. Người kế bên còn mũm mỉm hơn nữa. Gì nữa? Dạ, nếu mà chỉ cần dễ thương như How You Want là được. Cô thấy là con cũng ok đó. Được, nói chung đây dễ thương lắm. Người ta thích mình, ta đòi hỏi mình, đó là cái ước mơ của người ta. Còn cái chuyện mà mình có đồng ý người ta hay không, đó là chuyện của mình. Con hiểu không? Đó, cho nên mình phải chảnh lên, con đừng lo. Yeah. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai bên gặp mặt đi. Ừ. Đàn gái đi với ai nè? À, dạ, hôm nay con đến với lại ba, mẹ, em trai, một vài người bạn. Đại gia đình luôn. Dạ, đi đâu lắm cô. Thưa ban tổ chức, thưa MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Dạ, chào anh. Tôi là bố của cháu Trinh. Thấy bạn trai ra thì cũng được, nhưng mà đều cái là hơi do con tí. Cũng hòa đồng chứ cũng không có cái gì. Thì là bố thì mình cũng không có chê cái gì, nhưng mà đó là quyết định của con là để cho con nó tự quyết. Rồi, cảm ơn nhà gái. Thì hết. Nhà trai đi với ai nè? Dạ, em đi với ông anh của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Cho em chào gia đình nhà gái. Hôm nay em đi với cái ý nghĩa chương trình này là mong ủng hộ cho em trai tìm được một cái mối kết duyên. Còn cái quyền lựa chọn sau này thì cái duyên số thì phụ thuộc vào hai bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Mình nhận trước đi con rồi mình đưa. Anh, em cứ ngồi đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, anh cảm ơn nha. Rồi mở ra luôn, con mở ra luôn. Mình em phải file down ngay lập tức. Em mở, anh cầm đi. Mở rồi thấy nhà lầu sao hơi không mệt. Những tặng vàng mã nha. Cái này là đồ để chụp tai nghe, hai lỗ tai của em. Dạ. Quà? Dạ. Đồ thiệt không? Dạ, đồ thiệt. Tưởng tối mới làm chứ. Này anh có, anh cũng dán kiếm anh lựa lắm luôn. Trời ơi. Hình con mèo á. Thấy cưng không? Anh chơi quyên tông lận. Rồi một dạ, cái là cái bóp. Vậy tao làm giấy cho nó nhẹ. Trời ơi, có nón có bóp nữa nè. Cái này em thấy là trước xíu nha. Dạ rồi. Nhưng mà ý nghĩa sao con lựa màu hồng vậy? Tại vì muốn bạn nữ lúc nào cũng màu hồng, có cuộc sống màu hồng. Và hai là đối với em, bạn nữ như một nàng công chúa. À, tức là con sẽ coi bạn như một nàng công chúa của con đúng không? Dạ, công chúa đúng. Là sướng lắm á nha con. Dạ. Đó, một tương lai hứa hẹn. Rồi con tặng đi. Cái này là em mua từ lúc em bắt đầu đăng ký tham gia chương trình, nên là em chăm tới giờ để được tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh mở ra tập. Em nó cũng không có gì đâu anh. Mở ra anh cứ xem thử. Giọng anh không được hay. Anh đọc không biết có truyền cảm không. Dạ. Chào anh. Em rất vui vì hôm nay được gặp anh. Thực sự em cũng không biết phải viết gì. Vì những gì em cần nói, em nghĩ mình đã nói trên chương trình rồi. Em mong anh luôn hạnh phúc và những ngày sắp tới là hạnh phúc cùng em. Mà sao con lại tặng sen đá? Dạ, tại vì là con đọc được cái ý nghĩa của sen đá khi mà mang nó làm quà tặng á, thì nó thể hiện cho một tình cảm vĩnh cửu. À. Dạ. Anh thấy em sao? Trời em chết tim em rồi. Như anh tưởng tượng. Em cảm ơn anh. Cũng dẻo miệng ghê, như anh tưởng tượng. Ông gặp người ta hồi nào cũng tưởng tượng. Dạ em tưởng tượng trong mơ à. Như giả sử em đi làm về rồi có những việc ở trên chỗ làm mà khiến em gọi là bực tức á, khi em về em kể với anh á, thì anh có muốn nghe không? Những lúc mà em bực tức á, em có chết trong người thì em cứ hét lên, xong rồi anh sẽ kể chuyện cười cho em nghe. Dạ. Lúc mà hét kể chuyện cười đi rồi biết. Không, em có thể em quýnh anh cũng được. Thôi anh được cái làm bà bố cho em quýnh. Dữ vậy ta. Em cảm ơn anh. Tại vì đối với anh em là duy nhất. Ừ, em là duy nhất. Nếu mà quen mình khoảng cỡ bao lâu mình tiến tới không Dương? Để em với anh tìm hiểu. Nếu mà thực sự em có thấy tính tình của hai đứa mình phù hợp thì em không quan trọng thời gian anh. À, em có ngại làm dâu không? Dạ em không ngại làm dâu, nhưng mà kiểu em cũng hơi vụng á, cho nên là em chỉ sợ là ba mẹ không thích thôi. Không, ba mẹ anh dễ lắm. Nếu mà em ngại làm dâu em sợ thì anh có nhà riêng. Khi mà tình cảm đủ lớn á, những gì em muốn thì anh sẽ cố gắng anh làm điều đó.
Tại vì được cái anh nói thì anh phải làm được. Nếu làm không được, anh không đáng với đàn ông. Hay quá. Là anh làm không được, anh sẽ không nói đúng không? Dạ. Nói là sẽ phải làm. Làm được tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Bước tới nắm tay cô gái để mình trao nhau cảm xúc đầu tiên ha. Xong rồi hát tặng cô gái đó bài hát nào đó ngọt anh ngào luôn. Tay em. Tại vì tay hơi lạnh. Anh run quá. Ủa sao tay lúc nào ống chưa? Trời, tay ai máu gì anh thích. Hồi nãy giờ thấy cái gì anh cũng thích hết. Không, tại vì anh thích em thiệt. Cảm ơn anh. Anh có một bài hát mà anh cũng chuẩn bị kỹ lắm rồi, mà tới đây anh hơi quên lời xíu. Mong em thông cảm mà chịu khó lắng nghe. Dạ. Anh kết em rồi, cơ mà em kết anh không. Em cứ vâng lời là anh dắt em về làm dâu của má anh liền. Mình cưới nhau luôn, mai cưới em về. Hay là em thích bây giờ? Nguyên một cái phim trường không ai xúc mồ hôi, có mình nó xúc à. Mồ hôi xúc quá. Tại vì em khôn quá. Thằng bé đứng mồ hôi một kia nhảy nhại. Đây người ta không có một giọt luôn mà quá. Tại vì gặp bạn nữ em tan chảy. Bây giờ ngồi ghế đi, chúng ta làm thủ tục các bạn. Bây giờ ta lắng lòng mình lại. Thật sự nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình, mình trao cho họ một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Chúng ta đừng ngại ngùng, bấm nút. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa. Rồi. Yeah. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Rồi bây giờ xin phép ba mẹ cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau và hứa gia đình cái gì đi. Dạ xin phép ba mẹ. Mình kêu trước ba mẹ luôn. Dạ cho tụi con được hẹn hò với nhau để con chăm sóc với em ấy. Con chăm sóc cho em với em là gì? Con chăm sóc cho em. Nó giờ nó quýu quá trời rồi. Nó quýu thiệt, cái này là nó quýu thiệt sự, mồ hôi nó quá trời. Một cái phim trường nó lạnh công như vậy nè, mặc đồ áo lạnh hết trơn, trời mình ơn ông à. Mồ hôi nhễ nhại vậy đó. Dạ đây là tiếng sét của con. Thì đó, thì bởi vậy mới nói là nó rung thiệt. Nó tan chảy thiệt. Em nghe thử anh đập lắm luôn em. Rồi bây giờ nè, con phải xin phép cho hôn bạn gái. Hai bác cho con hôn bạn gái. Anh hôn em cái nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa. Đây là những món quà dành cho các em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa mau tiến tới hôn nhân ha. Dạ. Hạnh phúc ha. Nhớ nha công chúa nha. Không, đối với con em mãi là công chúa. Ừ đó, nhớ đó. Rồi. Đêm nay nè con, đi ra ngoài chào ba mẹ đi. Bước tới ngay mặt gia đình chào cái đi. Dạ, ưu điểm của em là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ. Ưu điểm của em thì là người đam mê chỉ lo công việc, rồi biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ướt. Dạ em cũng bích ướt luôn. Vậy em hả? Ướt luôn. Ướt luôn. Chắc dạ. Cái này ngập lụt hết. Mời nhà trai.
Rồi xin mời nhà gái. Dạ, lời đầu tiên cho Lê Trúc gửi lời chào trân trọng đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ bên kia rào và tất cả quý vị khán giả. Em tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc. Quê quán của em là Trà Vinh, sinh sống là làm việc tại Trà Vinh luôn ạ. Trà Vinh em làm gì Trúc? Dạ, em là giáo viên, rồi em kinh doanh và thỉnh thoảng em làm nghệ thuật nữa anh Quyền Linh. À, dạ. Anh làm MC đúng không? Dạ, em đi hát và sáng tác nhạc. Trời ơi, giỏi vậy ta. Dạ. Thầy giáo là dạy về vị gì? Dạ, em dạy tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Dạ. Ok. Rồi, mời bên nhà gái. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào em Quyền Linh. Rồi, chào em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Truyền, năm nay em 37 tuổi. Em đến từ Bến Tre, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng cho công ty chuyên về lĩnh vực y tế ạ. Là dạ. Em ở huyện nào? Dạ em ở huyện Dòng Trơm á. Thật sự nói Bến Tre đi qua Trà Vinh thì chỉ cách cây cầu thôi, cũng không khó gì lắm đúng không Trúc? Dạ dạ. Mà em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 7 luôn. Mỗi bao lâu thì em về quê một lần? Dạ thường mỗi tháng thì em về thăm ba mẹ một lần. Vậy dạ. Là đây cũng Trà Vinh bước qua có mấy bước, vậy là có điều kiện thuận lợi rồi. Dạ. Em sáng tác dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc bolero dân ca. Bây giờ hát bài cho nó nghe sung sung với coi. Dạ em xin gửi tặng đến chương trình bài hát về mẹ, mang tựa đề Việt Con. Biết bao năm rồi mẹ tôi một thân một mình, tháng năm hao gầy vì lo cho đàn con thơ. Qua bao phong ba, mẹ luôn che chở cho con. Mẹ luôn thương yêu, nuôi nấng chúng con nên người. Hay quá. Bài này là Trúc sáng tác luôn hả? Dạ em sáng tác. Trời ơi, thầy giáo sáng tác nữa ha. Dạ. Em thầy có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ và giúp đỡ người khác. Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là hơi lười biếng với lại ưa trễ giờ. Từ bây giờ cũng mệt lắm mà. Còn em thì sao? Khuyết điểm của em thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ước. Ưu điểm của em thì là người đam mê chỉ lo công việc, rồi biết quan tâm gia đình, cũng hay có tính thương người rồi. Thế là khuyết điểm là mít ước đó, phải không? Dạ. Dạ em cũng mít ước luôn. Vậy em hả? Mít ước luôn. Ước luôn. Chắc dạ. Như ngập lụt hết. Còn tình trường của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên? Mối tình đầu năm? Dạ, mối tình đầu tiên thì thời cấp 3. Cũng kéo dài được 3 năm. Sau khi đó tụi em học mỗi người một nơi á. Rồi tình cảm nó cũng phai dần. Tại vì cái tuổi mới lớn là giống như yêu xa đó. Dạ, rồi. Yêu xa. Mối tình thứ hai thì sau khi em đi làm là em quen, cũng kéo dài được 2 năm. Cái tuổi đó thì giống như em cũng chỉ lo làm, anh đó cũng lo làm thôi. Tụi em ít có quan tâm, chia sẻ tâm sự chị. Nên không có hiểu nhau rồi. Sau hơn 2 năm anh đó nói là tụi em không có hợp nhau và chia tay. Như vậy là em đã chia tay mấy năm rồi? Chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc sáng 6-7 năm. 6-7 năm rồi luôn? Dạ bây giờ là em 37 tuổi. Dạ. Yên tâm, bữa nay có thầy giáo bên đây lo. Thầy giáo có mấy mối tình rồi? Đối với em thì tình yêu đôi lứa thì em chưa có. Em chỉ yêu đơn phương thôi. Trời ơi sao kỳ vậy? Có lẽ người ta không hiểu tính cách nghệ sĩ như thế nào, thời gian và cơ hội gặp cũng không có. Chào em. Dạ, chào chị. Chưa bao giờ nắm tay cô gái nào đúng không? Có nắm tay nhưng mà có. Chưa bước đến cuối con đường. Có hung chưa? Hung má hung tráng. Thôi. Vậy là cũng được rồi, cũng có hung rồi. Vậy thì em mong muốn em sẽ gặp một nửa của em với một cái tưởng tượng như thế nào? Dạ. Em muốn một người phụ nữ dung hòa, biết chia sẻ và sống tình cảm. Ngoại hình thì da trắng, cao 1m60. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Có không? Mình cao mét nhiêu nè? Dạ có 58 thôi. Thôi hai phân nhầm nhò. Không sao, gì? Đi giày thôi. Hai phân ta đi giày 7 phân. Da trắng là có trắng, trắng lắm em ơi. Đó. Rồi, em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích là phụ nữ cứ cằn nhằn những việc nhỏ nhặt
với lại nóng tính. Cái nóng tính thì có thể có hay không, nhưng càng nhằn đó em, có không muốn cũng không được đâu em. Muốn đời luôn đó, coi như là đó là bản ngã và bản năng muốn đời của chị em phụ nữ chúng tôi. Tính cách rồi. Trời ơi Linh. Bây giờ em nghe anh kia hát, em cảm nhận thế nào? Dạ rất là hay, ấm áp ạ. Mà em cũng mê hát. Mê đúng không? Nghe hát. Nghe anh hát rất là ngọt ngào luôn á. Em thích hát nhạc bolero không? Dạ thích. Em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình á thì về ngoại hình á thì cũng ưa nhìn, cao 1m65 trở lên. Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Trời, tao thầy giáo là ngon lành rồi. Dạ, còn về tính cách đó thì là một người phải bản lĩnh, quyết đoán, có chí cầu tiến. Em có khoảng bao nhiêu phần trăm mà bạn gái đề ra? Dạ, em có khoảng 70%. 70%? Dạ. Thôi, bây giờ mình hỏi người thân đi nha. Nhà gái đi với ai? Dạ, em đi với chị Diễm và mấy anh chị đồng nghiệp. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai. Chị là đồng nghiệp của Truyền. Chị với Truyền làm việc với nhau cũng mười mấy năm rồi, từ lúc Truyền ra trường và làm việc về công ty làm việc. Bạn trai bên đây thì chỉ qua một vài câu chuyện, cái lời nói thì mình cũng không thể nào đánh giá được. Tốt nhất là cho nhau cơ hội để tìm hiểu xem coi có hợp hay không. Nhìn sơ thì mình cũng thấy là thầy giáo thì nói chung là cũng nghiêm túc đấy. Chuyện thì nó rất là nghiêm túc trong công việc cũng như là trong tình cảm. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Rất Diễm. Chúc đi dài, chúc. Em đi với hai người em cũng là hai người học trò cũ của em. Cho em xin nói thêm một xíu về thầy của em. Thì thầy á, trong công việc á, thầy là một người rất là nhiệt huyết, rất là tận tâm đối với học trò của mình. Trong đời sống á, thì thầy là người sống rất là tình cảm. Nhận xét về chị gái á, thì em thấy chị rất là trẻ trung, rất là duyên dáng. Nói chung qua những gì chị chia sẻ thì em thấy là giữa chị và thầy là có những nét tương đồng. Em hy vọng là thầy và chị, hai người dành cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau, nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn học trò thầy Trúc. Mở rào. Anh xin tặng em món quà. Dạ, cảm ơn. Em cũng có quyển sách thôi. Cảm ơn. Rồi, bây giờ hai bạn đối thoại với nhau đi nào. Cảm nhận ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó. Cho anh hỏi em làm bên công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Anh thì ở Trà Vinh nhưng mà ở huyện Cầu Ngang. Có thể là thỉnh thoảng nửa tháng hoặc là một tháng mình gặp nhau một lần cũng được, nếu như mình chấp nhận. Cho em hỏi tí xíu nha, anh có mơ ước và dự định gì cho tương lai? Mơ ước của tương lai là anh kinh doanh, mở rộng thêm kinh doanh và làm nhiều sản phẩm âm nhạc nhiều hơn. Còn những lúc mà anh buồn vui hay rảnh rỗi, anh sẽ thường làm gì? Buồn vui anh thường nghe nhạc với xem phim. Và thỉnh thoảng là anh tìm trẻ con, anh vui đùa. Vậy là anh có thích trẻ con? Thích trẻ con, cho nên là cái tính của anh cũng rất trẻ con. Anh có thích môn thể thao nào không anh? Anh chỉ thích đi bộ với lại đạp xe đạp thôi. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh nghĩ em rất dễ thương, trẻ trung so với lứa tuổi. Dạ, cảm ơn. Còn em cảm nhận thầy giáo thế nào? Nhìn có vẻ chững chạc. Chững chạc, chỉnh chu. Nhưng mà em nghĩ chắc có vẻ em và anh giống nhau, là người sống chuyên về tình cảm, rồi có vẻ là cũng ít nói. Em nếu mà mình tiến xa hơn thì em có chịu về quê với anh không? Dạ, trước hết thì em sẽ làm ở thành phố. Còn sau này để xem tình cảm giữa hai người như thế nào, rồi có đủ lớn không, không có đủ mà để em sẽ bỏ tất cả để mà đi theo anh về Trà Vinh. Anh đang sống với ai? Hiện giờ anh sống với mẹ già. Là nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có tất cả 5 anh chị em, nhưng mà anh áp út nhưng mà ở với mẹ. Nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Thì tùy theo mức độ tình cảm của mình đến gần thì mình sẽ tính sớm. Mình không còn nhiều thời gian nữa đâu.
sớm sớm đi. Cái kệ người ta đi, người ta thích cái là trời cuối tháng không mày, cuối năm người ta cưới liền đó. Dạ, 12 năm nữa cũng được nữa anh Mấy? Quyền Linh, 12 em năm là, nữa em 50 là luôn. Quy định cần 50 hả? 2 năm dạ. nữa thôi. Dạ. Lúc tới nắm tay truyền ha, nắm hai tay truyền. Hát một bài nào đó tình nè. Cảm lãng mạn, sướt mướt thử cô có khóc em nghe không? Em nói nè. Nếu nếu được làm người tình, lạc vào mắt nai tơ, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời, nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làng xa tuyết trắng, làm đôi má thêm hồng. Trời ơi. Anh nói là anh thấy em thế nào với đó? Bạn đi. Ừ. Dạ, anh thấy em rất dễ thương. Có phần sống tình cảm giống như anh. Anh cảm thấy là về tính cách của hai đứa mình thì anh thấy hợp rồi đó. Cái nơi làm việc thì cách xa, cái đó thì mình cũng phải tính toán lại như thế nào cho dạng đôi đường. À, được rồi, các bạn về vị trí đi. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Một người 37, một người 38. Sau 30 giây suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chuyện suy nghĩ thế nào? Em cũng không biết nữa, và cảm nhận hay sao. Bản tính thì thường người ta nó sẽ trái nhau một chút. Nếu mà giống nhau quá thì em cũng không thích. Cả Trúc. Hai cùng sống như tình cảm gì quá đó thì. Còn Trúc nghĩ gì mà không bấm? Em tại vì hoàn cảnh gia đình của em đơn chiếc, em với mẹ già, em cũng ít cơ hội được đi đây đi đó. Ở xa cũng ít cơ hội gặp được. Xa mà cách lòng. Nếu mà Trúc cố gắng hơn chút xíu nữa thì em nghĩ không có xa đâu. Nếu thật sự hai người cứ lấy số điện thoại với nhau đi. Yeah. Làm bạn với nhau đi. Yeah. Anh thấy ở hai người hợp với nhau đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nha. Mỗi người một hướng và sẽ đi tìm một nửa của mình. Như vậy là quý vị đã theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Trong tập này có một cặp không thành công nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He đã tài trợ từ chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Net Club
Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn mối hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Trải qua một mối tình cũng yêu nhau được 10 năm. Cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. À, có người thứ ba. Vâng, có 3 mối tình. Mối đầu tiên là năm lớp mấy? Em mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi, mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cái bé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được bất cứ nơi nào nha anh. Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại khung giờ rất quen thuộc 22:45 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.